thì việc tìm hiểu về hệ thống giáo dục của Mỹ và chuẩn bị tốt trình độ tiếng Anh tại Việt Nam rất là quan trọng. Và hôm nay Tân Đại Dương sẽ giới thiệu cho các bạn biết đôi nét về hệ thống giáo dục của Mỹ. Ngành giáo dục đại học và sau đại học tại Hoa Kỳ có chất lượng tuyệt vời với một hệ thống trường đại học tốt nhất thế giới. Các chương trình đào tạo xuất sắc trong mọi lĩnh vực, sinh viên tốt nghiệp tại Hoa Kỳ đều được công nhận trên toàn thế giới và có cơ hội việc làm cao. Bậc phổ thông trung học gồm 12 cấp độ từ lớp 1 đến lớp 12. Học sinh đang học trung học phổ thông tại Việt Nam chuyển tiếp sang Mỹ theo một trình độ tương đương. Hết lớp 10 tại Việt Nam sẽ sang học tiếp lớp 11 và lớp 12 tại Mỹ. Bậc cao đẳng cộng đồng, các trường cao đẳng cộng đồng ngày càng phát triển và thu hút nhiều sinh viên Mỹ cũng như sinh viên quốc tế đến học vì mức học phí tương đối thấp so với các trường đại học. Lớp học nhỏ, sinh viên quốc tế có được thêm cơ hội tiếp xúc học hỏi từ các giáo sư và nhân viên của trường. Trường cao đẳng cộng đồng thường có mối quan hệ mật thiết với các trường cấp 3 và những trường sử dụng lao động. Các trường này có thể là các trường tư hoặc là các trường công, đôi khi còn được gọi là junior college hay là two-year study. Chương trình cao đẳng gồm hai loại đào tạo: chương trình cao đẳng nghề, các trường cao đẳng cộng đồng cấp bằng 2 năm được gọi là associate, thời gian học kéo dài 2 năm sau khi tốt nghiệp các em sẽ có bằng cao đẳng nghề để xin việc làm ngay. Chương trình cao đẳng liên thông sẽ được học chương trình 2 năm đầu của đại học ở trường cao đẳng so với chuyển tiếp 2 năm chương trình đại học tại một trường đại học liên thông hoặc nộp đơn vào các trường đại học danh tiếng. Điểm xét tuyển vào đại học phụ thuộc vào kết quả học tập cao đẳng. Điều kiện nhập học: tiếng Anh đầu vào TOEFL 500, IELTS 59. Nếu không có tiếng Anh có thể sang học một khóa tiếng Anh tại trường cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp các em sẽ có bằng cao đẳng nghề để xin việc làm ngay. Chương trình cao đẳng liên thông sẽ được học chương trình 2 năm đầu của đại học ở trường cao đẳng so với chuyển tiếp 2 năm chương trình đại học tại một trường đại học liên thông hoặc nộp đơn vào các trường đại học danh tiếng. Điểm xét tuyển vào đại học phụ thuộc vào kết quả học tập cao đẳng. Điều kiện nhập học: tiếng Anh đầu vào TOEFL 500, IELTS 59. Nếu không có tiếng Anh có thể sang học một cái khóa tiếng Anh tại trường cao đẳng. Học sinh tốt nghiệp lớp 11, 12 từ 17 đến 18 tuổi. Học phí của các trường cao đẳng thì nằm từ 15.000 đến 7.000 đô một năm, tổng chi phí từ 11.000 đến 15.000 đô la một năm. Đó là đã bao gồm tiền chi phí sinh hoạt và học phí của các bạn. Bậc đại học: hệ thống các trường đại học tại Hoa Kỳ rất phong phú với hơn 3.500 trường và gần 500 ngành học khác nhau. Chương trình đại học ở Mỹ kéo dài 4 năm, có hai loại hình trường đại học: đại học công lập và đại học tư thục. Các trường đại học công lập gọi là State University. Các trường đại học của bang được chính quyền bang lập ra và tài trợ nhằm cung cấp một nền giáo dục với chi phí thấp cho người dân của bang đó. Sinh viên là những người công dân của bang, những người sống và đóng thuế cho bang đó sẽ được học phí thấp hơn nhiều so với các sinh viên đến từ các bang khác. Sinh viên quốc tế cũng như sinh viên đến từ các bang khác không được lợi ích gì từ việc giảm học phí của trường đại học của bang. Ngoài ra, sinh viên quốc tế sẽ vượt qua yêu cầu nhập học cao hơn các sinh viên của bang. Và thứ hai là các trường đại học tư thục. Các trường đại học tư thục của Mỹ chiếm tỷ lệ cao và chất lượng tốt. Một số trường có chất lượng cao hơn các trường đại học không. Học phí của các trường tư thục cũng thường cao hơn học phí các trường công. Kinh phí lấy từ các khoản tài trợ học phí, tiền trợ cấp nghiên cứu và các khoản đóng góp từ sinh viên. Một câu hỏi đặt ra là tại sao học phí tại các trường tư cao hơn các trường công mà các trường tư lại thường cắt học bổng cho sinh viên các nước đang phát triển? Đó là các khoản tài trợ từ các tỷ phú của sinh viên của trường tài trợ nhằm giúp đào tạo sinh viên các trường các nước đang phát triển, các phát triển góp phong phú phục vụ về mục đích phát triển toàn cầu. Điều kiện nhập học thì tiếng Anh đầu vào cấp cô 580 đến 650, IBT từ 79 đến 80. Nếu không có tiếng Anh đầu vào, học sinh sẽ sang học một khóa tiếng Anh tại trường đại học. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam tuổi từ 18 trở lên, học phí trung bình của đại học tư tầm khoảng từ 14.000 đến 22.000 đô la, có học bổng từ 2.000 đến 10.000 đô la, ăn ở từ 600 đến 1.000 đô la một tháng ở ký túc xá, ở căn hộ gần trường. Và mọi thông tin chi tiết về những